Xin chào tất cả các bạn, mình là Ruby Quỳnh, mình là co-founder công ty cổ phần Rain Coffee. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn lý do tại sao mình không muốn trở thành người giỏi nhất trong công ty. Lý do đầu tiên đó là nếu mình trở thành một người giỏi nhất ở tất cả các khâu, tất cả các công việc ở trong công ty thì có thể là mình sẽ mang cái lăng kính đó mình đi áp đặt tiêu chuẩn cho tất cả mọi nhân sự trong công ty, dẫn tới việc là mình sẽ đánh giá thấp những cái nỗ lực và những cái cố gắng, những cái cống hiến của mọi người và khiến cho mọi người thiếu cái động lực để làm việc và có thể là dẫn tới việc là mọi người không gắn bó lâu dài với công ty. Lý do thứ hai đó là nếu mà mình là một người giỏi nhất ở trong tất cả mọi việc ở công ty thì mình sẽ ôm đồm và mình trở thành cái nô lệ của tất cả mọi việc đó, thì dẫn tới mọi người trong công ty sẽ làm việc không hiệu quả, mà mình lại là người mà tập trung vào những cái công việc nhỏ nhặt và tiểu tiết và mình không có thời gian tập trung vào những cái việc quan trọng trong công ty. Vì vậy nên nếu các bạn đang là những người quản lý lãnh đạo trong doanh nghiệp thì hãy tập trung vào phát triển những kỹ năng quản lý, là những cái người truyền cảm hứng để cho mọi người có tinh thần và động lực làm việc, cũng như là tìm hiểu về thị trường, đề ra những cái chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty thay vì là cứ mong muốn trở thành người giỏi nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình, và nếu các bạn thấy là có chia sẻ của mình có hữu ích với các bạn thì hãy like, comment hoặc là có những cái góp ý để cho video của mình hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.